Tôi nói là mà mình là của mình thì nhớ à, đúng là mình là cố cho mình rồi. Cái câu của tôi nó là một. Ôi em mà nói chuyện là không còn phân tích cái gì nữa. Không có thể giải thích không? Tìm từ đồng nghĩa đi. Không đồng nghĩa. Nếu bạn có mặt tập trung cho con. Không có chuyện về với nhau rồi. Về với nhau đó giờ nói. Không bao giờ tâm sự chứ. Chúng ta nhìn anh làm chủ gì. Chẳng nhẽ mình lại gợi ý là bà cái gì? Mỗi lần anh vừa nhắn tin là mỗi lần đã nhắn anh với anh nó lại nhắn với em đúng không? Mỗi lần lúc nó mờ lắm. Đơ mờ đơ mờ. Tao nói câu trực tiếp mày nói không? Đấy, không cười nhé, em có thể nhìn nó. Anh không nói đúng cái câu mà nó vừa nói. Ở đây nó tinh hơn. Chiến học giỏi văn tìm từ đồng nghĩa đi. Nó đang live stream. Đang lên mạng tìm cái từ đồng nghĩa. Tìm từ đồng nghĩa mà. Đây anh coi, đây anh coi. Phải suốt ngày. Này. Không có mặt tao mà. Tụi nó bảo là tụi nó bảo tối như âm phủ. Ồ, từ mới à? Lại âm phủ. Chả âm phủ cũng tối à? Chiến thông minh thật. Mới tìm được từ mới. Mày tắt đi cuối cùng ơi. Không có mày đâu. Hello. Nhằm liên quan đến chúng mình tương lai rồi chứ. Ngay sao?